Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với mình. Và như các bạn đã thấy ở trên, mình thì đang cầm một cái sợi này. Đây, cái sợi này là sợi vòng chứng của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy được. Bây giờ mình sẽ móc cái họa tiết cho nó nha. Các bạn lên giúp mình hai mũi này. Hai mũi ha. Ba mũi đi ha. Rồi. Các bạn sẽ cắt một chân này. Mình sẽ trượt vào đây cho mình 1 đến 3 mũi tiếp này, 1 2 3 là trượt vào chân kế tiếp này. Đó. 1 2 3 1 2 3 cắt một chân này. Đây này bạn, đây này các bạn, đó các bạn có thể thấy được là nó cũng khá là dễ thôi chứ không có gì khó khăn cả. Nhưng mà điều mình cần chú ý ở đây là mình cần sự tỉ mỉ nha, sự tỉ mỉ và khéo léo trên đôi bàn tay của mình để mình có thể móc những sợi len được đẹp hơn, được điêu tay hơn, vì đây là mình làm trang sức mà, nên là mình cần. Và các bạn biết không, mình ưa chuộng cái sự khéo léo á, nó phải hoàn hảo, nó phải đẹp mình mới thích lắm, nên là mình sẽ cố gắng móc thiệt là đẹp để mình đeo. 1 2 3 này, xuống đây tiếp này, trượt này, mũi trượt nhá, chú ý. 1 2 3 đó. 1 2 3 cách 1 là tầm vào này. Trượt vào này. Đó. 1 2 3. Các bạn hãy móc từ từ cho nó nha. Cắt một này. Bằng lên tiếp này. 1 2 3. Lên tiếp 1 2 3 nhá. Rồi. Tiếp tục nằm vào đây. Trượt qua tiếp nhá. 1 2 3 là trượt tiếp này. Đó. Các bạn có thể thấy mình đã tạo được cho nó những cái hoa văn như này, rất là đẹp đúng không? Vì là mình móc với sợi chỉ á, nên các bạn lưu ý là nó rất dễ bị mắc len, nó không có đi được hết len á, nó bị mắc lại thì nó rất là xấu luôn. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 đó. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho tới hết hàng nhé. Đây, rồi mình sẽ làm một cái mũi bên như bên này nữa. Cái này người ta nên gọi là lắc chừng hay là cái vòng chừng ta?
Và là cái lắc đi ha. Mình cũng rất thích đeo lắc tay. Hôm nào mình sẽ hướng dẫn các bạn móc lắc tay tiếp nha. Chiếc lắc tay nhỏ bé xinh xinh. Một lên tiếp này. Một này. Ba. Các bạn có thể thấy được cái sự tỉ mỉ và sự khéo léo trong đôi bàn tay của mình. Bằng trượt vào hàng này. Đó, tiếp nhé. 1, 2, 3. Tiếp này. 1, 2, 3. Cho vào đây. Đó. Tiếp nhé. 1, 2, 3. Và bàn mình cho nó vào chân cuối cùng luôn ha. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi bây giờ chúng ta lại trượt như hồi nãy tiếp này, trượt tiếp này. Các bạn có thể thấy móc đây. Chúng ta cứ móc như vậy nhé. Mình mò mù con mắt luôn các bạn. Rất là khó luôn.